Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Thực sự là quá nhanh và quá nguy hiểm. Không ngờ là cái lô đẩy Class D này đi quá nhanh luôn. Hôm trước về 40 con đã hết, hôm nay tiếp tục cái đợt thứ hai, đợt cuối em về đây. Bữa nay đang lên nốt. Mấy hôm trước là mấy bác thợ dặn nhưng mà không có hàng. Hôm nay bên em đang tiếp lên, cho bác nào mà cần nhu cầu thì bốc luôn, vì là bên em đang còn về rất nhiều đẩy. Thì cái lô này là Class D 600W mà giá cực kỳ là tốt. Bán lẻ hôm vừa rồi thực sự là bán đóng cái đẩy này khá là mệt luôn, vì một ngày đi rất chi là nhiều. Cái đẩy này thực sự là đánh gọi là đúng vào cái nhu cầu của mọi người. Thứ nhất là giá thành hợp lý, thứ hai là hay, thứ ba là nó đẹp, thứ tư nữa là nó rất chi là tiện. Thực sự là em cũng không tính đến, nhưng mà thực sự là lúc khi mà các bác mua rồi, các bác mách em biết tại sao nhiều người mua thế, tại sao lại thích lại đẩy này. Thực ra là cũng chẳng có cái gì to tát cả. Thứ nhất là cái chiều sâu này nó ngắn quá này, các bác để vô tủ nó vừa. Nếu như bác mua những cái con đồng đẩy này hoặc là đẩy đẩy khác thì các bác cái tủ mà nhà bác các bác đang dùng ấy, thì thường thường là để nó thò cái đầu ra, phải cắt bớt cái đầu đi, phải đục thủng đít để mới cho cái đẩy này vào được. Không có là để thòa không đóng được cửa, nhưng cái đẩy này nó quá ngắn, ngắn để vào tủ nó rất là gọn, và thứ hai nó cũng đẹp nữa, cho nên là quá nhiều các bác kết cái thiết kế của nó. Hôm nọ em giới thiệu thì cũng không tính đến cái phương án đó, để mà tự các bác dùng là các bác thấy tính toán là các bác thấy hợp lý các bác mua, đúng là cũng hợp lý thật. Thì hôm nay là về tiếp đó là tổng cộng là đợt cuối này, lần này là gồm hơn 30 con thôi các bác, không có nhiều như đợt trước. Lần đây là đợt cuối, bác nào lấy thì liên hệ với em nhé. Tại vì là đẩy bên em đang còn với rất nhiều. Hôm qua đây này, cái đồ đẩy CS này, đẩy này có này, em chưa kịp giới thiệu luôn. Chiều này lên lô này nữa, TD5 đấy, Class TD của CB đấy. Rất nhiều đẩy, nhưng mà cái đẩy này thì em sẽ làm clip sau. Thì hôm nay làm giới thiệu xong cái lô này đã. Cho các bác nào, vì là cái hàng này là hôm nọ mấy bác thợ là cũng giận em là không có hàng, để tại vì là em cũng để muốn để bán lẻ, sợ là hàng về không kịp, cho nên em cũng không để thợ nhiều. Cho nên mấy bác thợ mối quen liên hệ, nhưng em là bảo không bán. Đây thì nó chính thức là hôm nay nó đã về, còn đợt đến đợt cuối thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên em. Thì chi tiết cái lô đẩy này thì bên em đã giới thiệu trong cái clip trước rồi, rất chi là kỹ toàn bộ về mặt của nó. Thì giới thiệu lại một sơ bộ một tí. Con đẩy là gọi là máy 2U các bác nhá, máy 2U. Cực là đẹp đẹp luôn. Mặt là mặt phay nhôm này, phay nhôm đường góc rất chi là đẹp. Mà đây này, phay nhôm vát, phay nhôm rất chi là đẹp. Somu TG600 chạy Class D. Con này cực đẹp luôn. Cái con đẩy này thì nó chạy MOSFET các bác nhá. Đây nguồn của nó đây. Nguồn của con này khá là lớn. Thì dòng này là nó chạy MOSFET, nó chạy 4 con MOSFET các bác nhé, chạy có 4 con MOSFET thôi chứ không chạy xòa, cho nên mà con này cực kỳ khỏe và tiếng rất chỉ là hay. Dòng Class D là một trong những cái dòng đẩy hiệu suất cực kỳ là cao, máy chạy rất chỉ là mát, cực kỳ là mát luôn, mát máy mà lại không ồn, cực kỳ là chất lượng luôn. Toàn bộ những cái linh kiện của nó là hàng linh kiện cao cấp hết. Các bác thấy là toàn bộ là dùng những cái chữ nhôm trong những cái model cao cấp. Tức là trong máy tính người ta mới hay dùng đến tụ nhôm thế này, nhưng thực sự đẩy Class D dòng mạch cao cấp thì nó cũng đã dùng đến tụ nhôm. Đây các bác thấy, hàng cực kỳ là đấy. Dòng này thì thực sự là tiếng cực kỳ là sạch luôn. Bao cho các bác đánh 2 đôi 30 ok, hoặc là 1 đôi 40. Đánh tẹt ga luôn đấy, thật sự đánh căng đét. Đôi này tiếng cực kỳ là hay luôn. Nhắc lại cho các bác là giá 4,2 triệu các bác nhé. Các bác muốn quan tâm chi tiết hơn về tất cả mọi thông số mọi gì thì quay lại cái video hôm nọ em giới thiệu đấy, nằm ngay bên đường link trên đầu các bác đấy. Đấy các bác click vào nhá. Đấy là hôm nọ em đã giới thiệu rất kỹ cái lô này nhá. Đấy, vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Nhắc lại giá là 4,2 triệu các bác nhá. Xin chào.